3,5 tỷ đô la Mỹ, chiếm gần 19% tổng vốn đăng ký, tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái. Bất động sản tiếp tục đứng thứ hai về thu hút vốn FDI trong 9 tháng đầu năm nay. Riêng bất động sản khu công nghiệp là điểm sáng khi giá thuê liên tục tăng. Các khu công nghiệp tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh gần như lấp đầy hoàn toàn. Vâng, thưa quý vị, báo cáo thị trường bất động sản quý 3 của các đơn vị nghiên cứu thị trường thì đều cho thấy rằng bất động sản công nghiệp tiếp tục là điểm sáng khi mà liên tục gia tăng về giá thuê và tỷ lệ lấp đầy. Một số địa phương như là Hà Nội hay là Thành phố Hồ Chí Minh thì đạt hết công suất cho thuê. Vâng, theo thống kê thì bất động sản công nghiệp có lợi suất đạt 8-11%, trong khi lợi nhuận trung bình của nhà cho thuê thì chỉ vào khoảng hơn 4% một năm mà thôi. Con số lợi nhuận đầu tư khu công nghiệp có thể thấy là khá ấn tượng. Nguyên nhân là tại sao vậy anh Hữu Trí? Theo các chuyên gia thì đó là một cái kết quả từ thành công trong việc thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Đặc biệt là từ năm 2021 cho tới nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có rất nhiều cuộc gặp gỡ, tiếp xúc, làm việc với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư cả trong và ngoài nước, nhất là trong bối cảnh dịch Covid-19. Thủ tướng khẳng định Việt Nam tạo mọi điều kiện để có môi trường thuận lợi, an toàn, minh bạch cho các nhà đầu tư nước ngoài yên tâm đầu tư lâu dài tại Việt Nam. Dư địa phát triển của bất động sản công nghiệp Việt Nam vẫn còn rất lớn nhờ lợi thế vị trí địa lý, sự ổn định về chính trị, nguồn lao động dồi dào, chi phí hợp lý, nhiều ưu đãi trong thu hút đầu tư và hỗ trợ phát triển công nghiệp. Đồng thời, tiềm năng tăng giá tương lai là rất hấp dẫn, với mức tăng bình quân khoảng 7-10% mỗi năm, cùng với xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng từ các nước lân cận sang Việt Nam và sự phát triển của thương mại điện tử. Nhu cầu phát triển các cơ sở hậu cần, trung tâm dữ liệu và kho lạnh dự kiến sẽ tăng trong thời gian tới. Với các doanh nghiệp Mỹ, Việt Nam là thị trường có sức tăng trưởng mạnh mẽ, phù hợp để tiếp tục kinh doanh đầu tư trong thời gian dài. Họ coi đây là một nơi hấp dẫn với đội ngũ người lao động chất lượng, phân phối tốt và sức cầu của thị trường cao. Đây sẽ là một tác động tích cực cho tăng trưởng thị trường bất động sản công nghiệp và thương mại của Việt Nam. Trong những năm gần đây thì trung bình mỗi năm, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào các khu công nghiệp, khu kinh tế chiếm khoảng từ 30-40% tổng vốn đăng ký tăng thêm của cả nước. Và để tiếp tục gia tăng chất và lượng cho nguồn vốn này, một số thách thức đang được đặt ra. Ghi nhận sau đây của những phóng viên tại khu vực phía Nam. Khu công nghiệp này vừa mở rộng diện tích thêm gần 124 hectare nhằm đáp ứng nhu cầu thuê mặt bằng xây dựng nhà máy, nhà xưởng xây sản của các nhà đầu tư đến từ Đức, Đan Mạch, tập trung vào các ngành dược phẩm, y tế, kho hàng hóa. Doanh nghiệp cho biết, một trong những thách thức lớn là công tác giải phóng mặt bằng. Đối với những cái quy định mới cũng như là cái khó khăn trong công tác đền bù giải phóng mặt bằng, nó làm kéo dài cái tiến độ triển khai dự án, chắc chắn nó ảnh hưởng đến cái giá vốn của các đơn vị kinh doanh hạ tầng. Điều đó nó sẽ làm gia tăng cái chi phí phát sinh. Để tìm quỹ đất có giá rẻ, buộc chủ đầu tư phải di chuyển ra các vùng phụ cận thay vì các trung tâm lớn như Hà Nội hay Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, hạ tầng chưa đồng bộ dẫn đến phát sinh chi phí và làm giảm hiệu quả dự án. Ví dụ như anh đi những thị trường cấp 1 thì anh đâu đó chỉ khoảng 1 đến 2 tiếng để trở về được các cảng. Thì bây giờ khi anh mở rộng ra các thị trường cấp 2 thì đi phải đến 3-4 tiếng vì cái kết nối cơ sở hạ tầng nó quá hạn chế đi và khiến cho cái chi phí vận chuyển của các nhà đầu tư và của các bên tham gia thị trường bất động sản công nghiệp nó bị tăng theo thì nó lại bị đội vốn lên. Cần cải thiện quy trình thực hiện các thủ tục thúc đẩy đầu tư, giảm bớt thủ tục hành chính, giúp các nhà đầu tư khu công nghiệp phát triển dự án mới dễ dàng hơn. Trong tương lai, các nhà phát triển dự án cần tính đến phân bổ diện tích cho chức năng về hậu cần, thương mại. Đại diện Collier cũng cho rằng, các nhà phát triển bất động sản khu công nghiệp cần chủ động chuyển đổi để đón đầu các xu hướng mới, bắt kịp khẩu vị mới của các nhà đầu tư. Chẳng hạn như hoạt động theo mô hình khu công nghiệp sinh thái,